đón hơn 3 triệu lượt khách năm 2023, tăng 32% so với năm 2022. Doanh thu từ du lịch đạt hơn 7.000 tỷ đồng, tăng 2.550 tỷ đồng so với năm 2022. Hà Giang là điểm đến được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất trên Google, trở thành điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á, được bình chọn là một trong 10 điểm đến đẹp nhất Việt Nam. Ngay từ đầu năm khi chúng tôi với đạt được cái chỉ tiêu là thu hút khoảng 2,5 triệu lượt khách, thì đến cuối năm 2023 chúng tôi đã đạt được với tổng số hơn 3 triệu lượt khách du lịch đến với Hà Giang chúng tôi và tạo ra một nguồn thu rất là lớn và đặc biệt là tạo ra công ăn việc làm cho bà con nông dân của trường chính các cái vùng mà du khách đến lưu trú và tham quan nhiều, tạo ra một diện mạo thật sự nó rất là khác của nông thôn, nông dân của khu vực Hà Giang chúng tôi. Đó là cái thành công của ngoài mong đợi của ngành du lịch Hà Giang nói chung và của những người làm du lịch Hà Giang nói riêng. Với nhiều hoạt động, sự kiện, sản phẩm du lịch, dịch vụ tươi mới, chất lượng, mang tầm quốc tế, năm 2023, Đà Nẵng thu hút hơn 5,4 triệu khách du lịch trong nước. Đà Nẵng là một trong những cái điểm đến có sự phục hồi hết sức mạnh mẽ. Cộng đồng doanh nghiệp đã có sự quay trở lại, vượt qua được hầu hết các khó khăn của 3 năm dịch bệnh và đã có những tín hiệu hết sức lạc quan cho 2024. 2023 thì có thể nói đã tạo được một cái đà rất tốt. Chúng ta đã bắt kịp với cái tốc độ tăng trưởng chung du lịch toàn cầu cũng như là khu vực. Riêng Đà Nẵng thì chúng tôi đã giới thiệu được hàng loạt các sản phẩm mới phù hợp với cái tài nguyên điểm đến, phối hợp rất nhiều nguồn lực cả của Đà Nẵng và các địa phương liên kết là Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, làm sao giới thiệu được những cái điểm mới, những cái tuyến mới cho cái điểm đến miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Năm 2023 là năm du lịch Việt Nam từng bước phục hồi thị trường du lịch nội địa và quốc tế. Tổng lượng khách du lịch nội địa ước đạt 108,2 triệu lượt, vượt 5,8% so với kế hoạch đầu năm. Tổng số khách du lịch quốc tế năm 2023 ước đạt 12,5 triệu lượt, vượt xa con số đặt ra hồi đầu năm là 8 triệu lượt và đạt mục tiêu điều chỉnh vào tháng 10 là 12,5 đến 13 triệu lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 672.000 tỷ đồng, vượt 3,38% so với kế hoạch và bằng 93% so với năm 2019. Ở năm 2023 thì ngành du lịch đã đạt được một số kết quả tốt đẹp. Lượng khách đã tăng cao hơn dự kiến và nó hứa hẹn một cái sự tăng trưởng trong những năm tới. Tất nhiên là vẫn còn rất nhiều khó khăn, có nhiều cái chúng ta chưa đạt được. Nhưng mà dù sao thì những cái cố gắng nỗ lực của chính phủ, đặc biệt trong vấn đề là sửa lại luật xuất nhập cảnh, rồi những cái hoạt động ngoại giao rất là tuyệt vời của năm 2023 ấy, cũng đã tạo cho chúng ta một cái tiền đề để có thể khẳng định rằng du lịch năm 2024 có cơ hội để phát triển mạnh hơn năm 2023, dù rằng vẫn còn rất nhiều khó khăn. Vượt khó vươn lên, hướng đến năm 2024, để thúc đẩy du lịch nội địa, các doanh nghiệp, địa phương đang nỗ lực chuẩn bị những sản phẩm du lịch có tính khác biệt để tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế được dự báo còn nhiều khó khăn, tâm lý khách hàng thay đổi.